Hà Thương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên kênh News 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: YG gây tranh cãi khi để Rose trình diễn ca khúc solo trong concert của nhóm. Em trai Blackpink hé lộ trụ sở mới siêu sang của YG. Một thành viên Ice One cứ đứng giữa là nâng tầm vũ đạo của nhóm dù không phải là center. Rose đã nhá hàng một số thước phim hậu trường trước ngày concert online The Show của Blackpink lên sóng. Và sau đây là nội dung chi tiết. YG gây tranh cãi khi để Rose trình diễn ca khúc solo trong concert của nhóm. Ngày hôm nay 25 tháng 1, YG thông báo Rose sẽ biểu diễn ca khúc solo đầu tiên tại concert online The Show của Blackpink diễn ra vào ngày 31 tháng 1 tới đây. Theo đại diện của YG, đây là ý tưởng của Rose. Giọng ca chính của Blackpink muốn trình diễn ca khúc solo như một món quà tặng các Blink đã chờ đợi một thời gian dài để xem concert của nhóm. Thông tin về màn debut solo của Rose, YG nói, Rose sẽ phát hành một album và MV cho ca khúc chủ đề, mọi thứ đang trong quá trình chuẩn bị và lịch phát hành sẽ sớm được công bố. Về bài hát solo của Rose, YG tiết lộ đây là ca khúc khai thác điểm mạnh về chất giọng ngọt ngào và giàu tình cảm của cô nàng và hoàn toàn khác biệt so với âm nhạc của Blackpink. Trên Twitter, người hâm mộ có những phản ứng trái chiều trước tin tức Rose sẽ trình diễn ca khúc solo trong concert của cả nhóm. Một số fan vui mừng, háo hức khi sắp được nghe ca khúc mới của cô nàng, nhưng cũng có nhiều fan cho rằng đây không phải là một ý tưởng thông minh. Các fan phân tích việc YG để Rose nhá hàng solo tại The Show sẽ có lợi cho lượng fan mua vé xem concert online, nhưng lại không hề có lợi cho màn debut của cô nàng. Nguyên nhân là khi biểu diễn ca khúc solo vào ngày 31 tháng 1, fan lẫn non-fan sẽ giảm bớt nhiệt khi Rose phát hành chính thức. Nhiều fan bức xúc trước lịch trình không rõ ràng và cách thức quảng bá thiếu hợp lý của YG, lo sợ vì lý do này mà màn debut solo của Rose sẽ bị ảnh hưởng. Ở giả thuyết nếu Rose debut solo ngay sau concert The Show, fan cho rằng thời gian quá gấp gáp khi 5 ngày nữa là đến concert, nhưng YG vẫn chưa tung ra teaser, poster nào cho màn ra mắt solo của Rose. Em trai Blackpink hé lộ trụ sở mới siêu sang của YG. Vào tháng 9 năm ngoái, YG đã chính thức chuyển từ trụ sở cũ sang tòa nhà mới siêu đẹp và sang chảnh. Kế hoạch 8 năm xây dựng của ông lớn giải trí này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Sau khi một phần bên trong trụ sở mới được tiết lộ, nhiều fan đã xôn xao bàn tán và hết lời khen ngợi vẻ ngoài sang trọng của tòa nhà. Ai cũng nóng lòng được chiêm ngưỡng toàn bộ tòa nhà hoành tráng như trong phim khoa học viễn tưởng này. Mới đây, nhóm nhạc em trai Blackpink là Treasure đã đưa fan đi tham quan tòa nhà mới của YG trong chương trình thực tế của cả nhóm mang tên Treasure Map Season 2. Người hâm mộ đã có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ 14 tầng của tòa nhà, góc nào góc nấy đều đẹp và sang một cách khó tin, toát lên phong cách độc lạ của YG. Được biết, tòa nhà mới của YG nằm ở Hapjeongdong, Seoul, ngay bên cạnh tòa nhà văn phòng cũ và có tổng cộng 14 tầng, 5 tầng ngầm và 9 tầng trên mặt đất. YG nổi tiếng là có căng tin thần thánh với cả loạt món ăn ngon lành. Đây chắc hẳn là nơi nhiều fan muốn được tận mắt chiêm ngưỡng nhất. Liệu Blackpink, Big Bang, Winner và loạt sao đình đám nhà YG dùng bữa ở nơi thế nào? Căng tin chính là niềm tự hào của YG. Bởi vậy, công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đã dành diện tích vô cùng lớn của tòa nhà cho khu vực ăn uống. Cả loạt nội thất cao cấp, quầy thức ăn với nhiều thực phẩm lành mạnh khiến các fan phải trầm trồ. Ẩn bên trong nhà ăn chung là một phòng riêng, thậm chí còn sang trọng hơn. Nó có chỗ ngồi thoải mái cho 8 người, được trang bị cả máy pha cà phê và trà để nhân viên và nghệ sĩ thoải mái sử dụng. Căng tin của YG còn bán cả món phở Việt Nam với giá khoảng 3 đô, tương đương khoảng 70.000 đồng. Dân tình không khỏi đồn thổi chính con dâu Việt Nam Rose Blackpink là người đề xuất món ăn này. Treasure còn đặc biệt dẫn fan đi tham quan hành lang siêu to khổng lồ quay được cả MV trong trụ sở của YG. Ai cũng phải lóa mắt trước hành lang dài hàng mét và thang máy hiện đại. Và hẳn các Blink đều quen thuộc với phòng tập nhảy siêu đẹp của Blackpink. Đây chính là nơi bốn cô nàng quay video tập nhảy cho ca khúc Love Seeker. Bức tường được vẽ tranh và gắn cửa sổ mang hơi hướng châu Âu cổ điển khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn. Phòng tập của em trai Blackpink là Treasure cũng vô cùng rộng rãi. Dù có tận 12 thành viên, nhưng mà Treasure cũng phải công nhận rằng phòng tập nhảy này quá to so với nhóm. Liệu có bao nhiêu công ty giải trí sở hữu cửa hàng tiện lợi ngay trong tòa nhà của trụ sở? Không hổ danh là công ty cá tính và độc lạ nhất trong Big Three, YG luôn biết cách tạo nét và gây chú ý. Tại YG, nhân viên và nghệ sĩ có thể thoải mái lựa chọn các mặt hàng, sau đó dùng máy quẹt thẻ để thanh toán. Từng góc nhỏ trong tòa nhà mất 8 năm xây dựng của YG đều vô cùng đẹp mắt. Từ khu nghỉ ngơi đến loạt phòng tập nhảy, salon làm tóc và trang điểm riêng, đến cả màn hình LED đều toát lên sự sang chảnh và cao cấp.
Đẳng cấp của YG được thể hiện qua tòa nhà mới to và đẹp. Nhiều fan còn đùa rằng tòa nhà nhà YG không khác gì một thành phố thu nhỏ đến từ tương lai. Một thành viên Ice One đứng ở giữa là nâng tầm vũ đạo của cả nhóm dù không phải center. Trong các nhóm nhạc, thành viên đảm nhận vị trí center hoặc visual thường được tạo cơ hội đứng ở vị trí trung tâm. Ice One không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, chưa chắc phần thể hiện của họ đã gây ấn tượng mạnh bằng những người có vũ đạo đỉnh cao, thần thái hút mắt. Ở trường hợp Ice One, Chaeyeon chỉ là thành viên có năng lực ấy. Tuy nhiên, vũ đạo của cô nàng cũng nâng tầm cả nhóm. Sau khi xem các màn trình diễn của girl group bước ra từ Produce 48, cư dân mạng xứ sở Kim Chi đều nhận xét rằng mỗi lần Chaeyeon đứng giữa đội hình là cả nhóm nhảy đều tăm tắp, vũ đạo nhìn đẹp mắt đến nỗi tưởng 12 thành viên đều nhảy tốt như nhau. Điều này là do nữ idol có kỹ năng vũ đạo cực đỉnh, các động tác của cô nàng tuy nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng dứt khoát và tràn đầy năng lượng. Đứng ở vị trí center, Chaeyeon chẳng những tỏa sáng mà còn giúp đội hình cân đối. Nhờ theo dõi cô nàng mà các thành viên của nhóm nhảy đều và sung hơn. Chaeyeon có kỹ năng vũ đạo đỉnh đến mức cân tim. Tuy nhiên, chẳng có gì ngạc nhiên nếu biết vị trí của cô nàng trong nhóm. Nữ idol sinh năm 2000 là main dancer. Cô từng có thời gian thực tập tại JYP trước khi chuyển sang WM. Chaeyeon được đánh giá là một trong những vũ công giỏi nhất của Gen 4. Huấn luyện viên In Ji-gung còn xếp cô nàng vào top 3 nữ dancer trong giới idol. Rose nhá hàng một số thước phim hậu trường trước ngày concert online The Show của Blackpink lên sóng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Blackpink tái ngộ người hâm mộ qua concert online The Show. Chưa biết quy mô buổi biểu diễn như thế nào, thế nhưng Rose đã tiết lộ một số khoảnh khắc hậu trường trên story Instagram của cô nàng, khiến ai nấy vô cùng phấn khích. Video mà Rose đăng tải được cắt ra từ tập 1 và 2 của hậu trường concert The Show. Đáng chú ý đây là ưu ái dành riêng cho người hâm mộ mua vé concert gói Plus. Thế nhưng nữ idol hào phóng cho fan xem trước vài giây từ lúc chưa chiếu. Đoạn phim đầu tiên mở ra với cảnh Rose và Jennie đùa nghịch, sau đó cả nhóm tiến vào khu vực hậu trường để tập luyện với ban nhạc. Story thứ hai ghi lại khoảnh khắc Blackpink diễn tập ca khúc Pretty Savage. Các cô gái ngồi trước giá để bản nhạc và thực hiện động tác vũ đạo của bài hát. Dù những đoạn phim mà Rose đang vô cùng ngắn ngủi, nhưng giai điệu của ca khúc Pretty Savage cực kỳ bắt tai và vẻ đáng yêu của 4 thành viên làm fan cực kỳ hào hứng. Chỉ mong chờ đến ngày 31 tháng 1, ngày concert The Show diễn ra để mau chóng gặp lại Blackpink. Nếu một tập có sự xuất hiện của Teddy, những khoảnh khắc vui đùa đáng yêu của nhóm khi diễn tập Love Seeker phiên bản live band, thì sang tập 2, Blackpink khoe giọng cực cháy qua ca khúc Pretty Savage, hứa hẹn mang lại tiết mục bùng nổ trong concert online. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi tin tức tổng hợp cuối ngày của Knews 24h. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất cùng với Knews 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!